Chào mừng các bạn đến với podcast của cacdano.vn. Đây là podcast số 12. Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2022. Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài chia sẻ của anh Đỗ Mạnh Hùng, người sáng lập Fimi và cacdano.vn về các vị thế lớn trong lĩnh vực blockchain. Nghe xong podcast này, các bạn sẽ hiểu rõ các vị thế trong blockchain để từ đó có những lựa chọn và quyết định phù hợp với chính mình. Sau đây, chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của anh Đỗ Mạnh Hùng. Mới hơn chục năm rồi, blockchain cũng vẫn còn rất là sơ khai, cho nên là cơ hội cho chúng ta còn rất lớn. Nhưng mình muốn nói các bạn là cái vị thế kiếm tiền cũng có rất nhiều. Chúng ta đi kiếm tiền thì có ba cái vị thế rất lớn. Nó khác với những cái khoa học làm giàu khác, như là cha giàu cha nghèo, người ta chia cái vị thế kiếm tiền ra thành bốn. Ở đó là người ta quan tâm đến kết quả, tức là bạn phải đi làm thuê này, bạn tự làm thuê cho mình này, tức là bạn tự doanh này, rồi bạn đi đầu tư này, bạn đi làm thuê là làm quản lý này. Nhưng tôi nhìn cái chuyện kiếm tiền theo ba góc độ, tức là cái chuyện bạn bỏ nguồn lực gì ra để bạn kiếm tiền ấy, thì nó có ba vị thế lớn. Làm thuê thì bạn bỏ công sức, kinh doanh truyền thống thì bạn phải bỏ tiền, còn kinh doanh tài chính thì các bạn phải bỏ trí. Ví dụ nào, khi các anh chị bước vào cái thị trường blockchain ấy, thông thường chúng ta bước vào thị trường crypto ấy, thì một cái thói quen bình thường là các anh chị bước chân vào thị trường crypto, các anh chị chỉ đặt mình ở cái vị thế là kinh doanh tài chính thôi. Thông thường chúng ta bước vào thị trường blockchain crypto là thế, là các bạn luôn luôn móc tiền túi ra này, mua con coin A, coin B, xong rồi lướt, xong rồi chốt lời. Ở đấy các anh chị có thể tất nhiên là nhận diện một kênh đầu tư tài chính rất là tiềm năng. Ở đó các bạn có thể tăng trưởng nhanh, thậm chí là tăng trưởng rất là lớn, nhân hàng trăm lần. Trong khi đó các thị trường khác thì thị trường chứng khoán, rồi các bạn có thể mua vàng, các bạn có thể giao dịch tài chính phái sinh, thì cái chính tăng trưởng của nó không lớn lắm. Rồi thị trường blockchain crypto hiển nhiên nó đem cho bạn một cái cơ hội đột phá về tài chính cá nhân. Tôi là một điển hình, trước khi đến thị trường blockchain crypto tôi cũng ngoi ngót đó các bạn, sau hai cú thất bại. Nhưng mà nhờ thị trường đem đến cho mình những cái cơ hội, mình tạo ra những bước đột phá về tài chính cá nhân là có rất nhiều người. Nhưng tuy nhiên cái vị thế đấy nó chỉ là một trong số những cái vị thế, nhiều hơn một cái vị thế. Các bạn có thể ở đây tìm ra một cái cơ hội kinh doanh. Các bạn hãy lùi lại một chút, nhìn hệ thống blockchain với crypto một cái tầm nhìn rộng hơn. Ở đó các bạn sẽ nhìn thấy là trong tương lai gần, let's say 2 năm, 3 năm, các bạn sẽ thấy có những mô hình kinh doanh mới, định hướng kinh doanh mới, có những sản phẩm mới, dịch vụ mới, hoàn toàn khác so với bây giờ. Các bạn, và nó sẽ không như cái mô hình kinh doanh hiện nay nữa. Ví dụ như là trước đây chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy là chúng ta muốn kinh doanh quần áo, chúng ta phải mở một cái sạp, một cái cửa hàng. Nhưng mà vì có internet mà chúng ta có một mô hình kinh doanh online, thì không nào, thì blockchain chúng ta cũng đem đến chúng ta một cái mô hình kinh doanh khác mà bây giờ chúng ta cũng còn chưa nhìn ra. Thì như vậy là ngoài cái chuyện mà đầu tư tài chính ấy, thì các bạn phải tìm được các cái cơ hội kinh doanh ở trên lĩnh vực blockchain này nữa. Nó không chỉ có đơn thuần là vào đó chúng ta bỏ tiền, chúng ta lướt, chúng ta sinh ra tiền nữa, không, mà chúng ta phải tìm được là cái mô hình kinh doanh mình đang kinh doanh hiện tại như thế này, nhưng liệu nếu mà bằng nền tảng blockchain ấy, thì nó sẽ thay đổi như thế nào, và các bạn phải tìm những cái định hướng mới như thế. Ngoài đầu tư tài chính, ngoài cái chuyện tìm cơ hội kinh doanh ấy, thì thậm chí là các bạn còn tìm định hướng được nghề nghiệp. Như vậy là kinh doanh tài chính thì các bạn nhận diện được kênh đầu cơ, một kênh đầu tư để có khả năng sinh lời, bên cạnh những kênh như chứng khoán, vàng. Kinh doanh truyền thống, các bạn sẽ có thể tìm được những cơ hội kinh doanh mới, sản phẩm mới, mô hình mới. Thậm chí ở vị thế là những người đi làm thuê, các bạn cũng tìm được những cái định hướng về nghề nghiệp mới. Ở đó các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ có nhiều ngành nghề nó sẽ bị triệt tiêu đi, những ngành nghề hiện tại nó sẽ bị triệt tiêu dần dần đi. Cũng như khi internet ra đời nó triệt tiêu rất nhiều các ngành nghề. Các bạn nhìn thấy là ngày xưa chúng ta gọi điện thoại thì mất tiền, nhưng bây giờ nhờ có internet mà chúng ta gọi điện thoại không mất tiền nữa, chúng ta gọi bằng Zalo, bằng Viber, bằng Telegram. Như vậy là những cái ngành mà kinh doanh thẻ cào điện thoại như ngày xưa tự nhiên nó triệt tiêu, nó sẽ không còn nữa. Đó, những cái ngành quảng cáo như tờ rơi ngày xưa là nó sẽ không còn, ví dụ như vậy. Những cái ngành mà kinh doanh như máy phách như là nó sẽ không còn. Thì những cái người mà làm trong lĩnh vực kiểu như thế nó cũng sẽ bị triệt tiêu nghề nghiệp đi. Và như vậy các bạn kể cả ở vị trí làm thuê, bạn bảo bạn không có tiền đầu tư tài chính, bạn bảo bạn không có năng lực để làm quản trị kinh doanh, bạn chỉ đi làm thuê thôi, thì ngay cả cái vị thế đi làm thuê thì lĩnh vực blockchain với crypto này cũng sẽ đem đến cho bạn những cái cơ hội mới, những nghề nghiệp mới. Trong cái ngành cũ nó sẽ thay đổi đi, và thậm chí là những cái định hướng đào tạo của anh chị cũng sẽ phải thay đổi.
Nếu mà bạn thậm chí là bạn đang là sinh viên, bạn là những người bắt đầu còn trẻ tuổi, bắt đầu bước vào nghề ấy, thì con mắt của bạn cũng bắt đầu phải nhìn khác đi, nhìn cơ hội sang ở trên lĩnh vực blockchain, xem tìm kiếm xem là mình có cơ hội cung cấp cái nhân lực gì, mình có cơ hội làm thuê gì ở trên lĩnh vực blockchain này. Và cái định hướng nghề nghiệp ở đây các bạn, nó không chỉ đúng cho chúng ta đâu, nó không chỉ đúng cho chúng ta mà các anh chị cũng phải thay đổi tư duy để sau này các anh chị định hướng nghề nghiệp cho con cái của chúng ta ấy các bạn. Tức là có thể các anh chị nói là thôi bây giờ tôi 50 60 rồi, bây giờ mình cũng chẳng quan tâm đến nghề nghiệp của mình nữa, cho nên mình không không care, mình không quan tâm. Thế nhưng các anh chị phải biết những điều này để sau này con mình, cháu mình phải định hướng là con bây giờ không được học cái này vì blockchain nó ra đời là nó sẽ thay đổi thế này, nó sẽ đổi thế kia, đúng không ạ? Ngày xưa tôi còn nhớ được là hồi chúng tôi năm gọi là khoảng những năm 9x ấy, cái nghề kế toán là cái nghề rất hot các bạn, cái nghề kế toán rất hot bởi vì lý do rằng là các bạn làm ăn kinh doanh kiểu gì các bạn cũng phải cần ít nhất một kế toán, đúng không? Thế là công ty nào cũng vài ba kế toán, cho nên là khoa kế toán bao giờ cũng lấy điểm cao nhất của một trường đại học, đúng không? Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy không, nghề kế toán bây giờ chẳng còn hot nữa bởi vì là internet nó ra đời, các phần mềm nó ra đời, nó hạch toán tự động toàn bộ rồi. Bây giờ kho chỉ cần một cái máy nó tít phát là hạch toán tự động nó để về trung tâm, thậm chí là khai báo thuế được luôn các bạn, và nghề kế toán không còn. Như vậy internet ra đời nó đã thay đổi cái nó đã làm cái nghề nó sẽ biến đi, và blockchain cũng thế các bạn, blockchain cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Blockchain sẽ loại bỏ rất nhiều những cái thể chế trung gian, những cái gì mà sau này các bạn phải làm trung gian ấy, đúng không? Là nó sẽ loại, ví dụ tòa án, sau này tòa án cũng sẽ cần ít việc đi. Ngân hàng, các bạn, ngân hàng là một trong những ngành trong phục vụ trong lĩnh vực tài chính sẽ thay đổi rất lớn. Tôi không có ý định nói là cả cái ngành ngân hàng nó sẽ triệt tiêu, nhưng mà cái ngành ngân hàng ngày xưa người ta cần khoảng 50.000 nhân lực thì bây giờ có thể người ta chỉ 5.000 nhân lực thôi. Bởi vì là hệ thống blockchain nó có khả năng xử lý các giao dịch tài chính một cách phi tập trung, minh bạch và rẻ hơn rất nhiều so với ngân hàng truyền thống. Ví dụ như vậy. Và cho nên các anh chị phải hiểu lĩnh vực blockchain nó sẽ đem đến sự thay đổi lớn như thế nào để mình định hướng lại nghề nghiệp cho con cái của mình cho nó chuẩn. Để tránh cái chuyện là chúng nó chỉ học xong một học mất 4 năm, các bạn nó chỉ làm được 5 năm, không? Cái nghề của nó cụt và nó lại phải chuyển sang một nghề khác, chúng lại đi học lại từ đầu. Cái vị thế lớn hơn khi anh chị bước chân vào thị trường blockchain với thị trường crypto này, nó không chỉ có đơn thuần chỉ là đầu tư tài chính. Ở đó các anh chị có thể đầu tư tài chính, tất nhiên rồi. Các bạn sẽ có tư duy để phát triển cơ hội kinh doanh, mình sẽ kinh doanh cái gì ở trên cái nền tảng blockchain, và thậm chí là mình có cái nghề gì, mình làm cái nghề gì ở trên nền tảng blockchain. Và các bạn, mình cũng tiếp cận theo cái cách này. Cho nên bây giờ mình đứng ở trên nền tảng blockchain này này, cả ba cái vị thế này. Ở trên thị trường blockchain tôi cũng đi làm thuê. Rồi mình cũng bắt đầu nghĩ ra được các cái cơ hội kinh doanh mình làm trực tiếp trên đấy các bạn. Trong quá trình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem là tôi kinh doanh những cái gì ở phía trên này. Ví dụ bây giờ tôi viết những con bot và tôi bắt đầu quản lý quỹ. Rồi tôi cũng kinh doanh tài chính, tất nhiên là tôi đầu tư. Thì khi mà mình nhìn cái mảng này nó rộng hơn ý, thì mình chọn cho mình nhiều cái vị thế hơn. Đừng đừng tiếp cận nó theo cách hẹp là chúng ta chỉ bỏ tiền và lấy tiền, mà chúng ta hiểu nó thì chúng ta sẽ đào sâu vào. Và cộng đồng chúng ta ấy, có rất nhiều người tiếp cận theo hướng này và bắt đầu kiếm tiền được. Các bạn, đợt vừa rồi các bạn biết rằng là Việt Nam chúng ta có 10 cái quỹ nhận được vốn để cho các bạn ấy mở rộng cái ngành kinh doanh của các bạn đấy. Tôi cũng nhận được quỹ, tôi nhận được cái quỹ được 18.000 đô để tôi bắt đầu một cơ hội kinh doanh. Và nếu các bạn mà khai thác được hết các cái góc góc cạnh ở trên trường blockchain ấy, thì các bạn sẽ tìm đủ các vị thế trên đấy và không thiếu cơ hội để các bạn có thể kinh doanh ở trên cái ngành này. Các bạn nhớ, các bạn khi mà tiếp cận cái ngành này luôn luôn đặt cho mình ba cái câu hỏi là mình có khả năng kinh doanh được không, mình có khả năng tìm kiếm nghề nghiệp ở đây không, mình có đầu tư tài chính hay không. Và tất nhiên thị trường blockchain thì hiện nay nó rất là tiềm năng, nhưng mà nó cũng rất là nhiều thách thức thôi, và kèm theo nhiều rủi ro nữa, và đó những cạm bẫy cũng rất là nhiều. Cho nên là chúng ta cần học, có kiến thức để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta lựa chọn cho mình được những cái cơ hội, nhưng mà tránh được những cái rủi ro, tránh những thách thức. Và mục tiêu cuối cùng là các bạn phải tìm cho mình được một vị thế tốt ở trong cái ngành này. Cái tương lai nó trải rộng, nó rất lớn, con đường nó cứ mở rộng ra, nó thênh thang, nó sáng suốt, và bây giờ nó rất là hoang sơ. Và cho nên chúng ta nhanh chân mà chúng ta bước chân được vào thị trường này thì cơ hội nó rất nhiều. Và các bạn phải 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 tự mình nhận ra được blockchain là gì, tại sao chúng ta phải cần có nó, rồi công nghệ cốt lõi của nó là cái gì, rồi chúng ta phải nhìn xem là hệ thống blockchain nó đang thay đổi, nó đang tiến hóa như thế nào để chúng ta có thể đầu tư đón đầu, chúng ta có thể tìm từ những nghề nghiệp đón đầu.
rồi các vấn đề của blockchain hiện tại xu hướng nó sẽ phát triển ra sao, rồi nó có khả năng ứng dụng vào thực tế hay không, nó ứng dụng vào những lĩnh vực nào và nó có ứng dụng vào những lĩnh vực của các anh chị hay không, và các anh chị có thể đi trước đón đầu ở trong chính những lĩnh vực mà đang làm kinh doanh hay không. Và sau khi hiểu thế giới bên ngoài rồi, hiểu blockchain là gì, crypto là gì rồi, thì chúng ta bắt đầu quay lại để sắp xếp một kế hoạch tài chính cho mình. Ở đó chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi về các vấn đề về đầu tư, chúng ta trao đổi về rủi ro, trao đổi về thách thức, về cơ hội, rồi trao đổi về các mục tiêu tài chính cá nhân. Tôi sẽ chia sẻ các cái quan điểm để các anh chị làm sao định hướng cho mình một cái hình thức đầu tư cho nó phù hợp với cái năng lực của bản thân. Như vậy, qua bài chia sẻ của anh Đỗ Mạnh Hùng, chúng ta thấy blockchain là thị trường rất tiềm năng. Ở đó chúng ta có nhiều vị thế để lựa chọn như đầu tư tài chính, cơ hội kinh doanh và cơ hội việc làm. Tuy nhiên, nó cũng kèm theo nhiều thách thức và rủi ro. Vì vậy, chúng ta phải có kiến thức để tiếp cận và nhìn nhận những cơ hội, từ đó chọn cho mình vị thế phù hợp nhất với năng lực của mình. Các bạn vừa nghe xong podcast số 12 của kênh Cardano.vn với nội dung các vị thế lớn trong lĩnh vực blockchain. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!